Ok, hello em nha. Thì chào mừng em trở lại kênh của mình. Mình là Phu Pha đây. Nay quay trở lại với con Ultimate nhà kênh nha em. Được rồi, thì trước bạn em đó là event là Time Limit Blessing combo của Miatohan, Niu 7, Sanin nhá và Akatsuki. Akatsuki thường chả ai chơi rồi anh em. Thường người chơi ít ai chơi lắm, chỉ có server cũ thôi, server mới hầu như là đều Miatohan, Niu 7 với lại Sanin thôi. Sanin cũng ít nữa. Được rồi, thì account này nay đã đạt 100 đô nha anh em. Nào, quà thì mình sẽ chọn food nha. Phải vàng quá nhiều rồi. Đó, chọn food này. Thì mình có kiểm tra rằng á, đó là acc này là combo chưa mở hết anh em. Dù sao combo vẫn phải mở hết thôi để đây còn hai cái anh em, còn new còn Akatsuki và Senju. Thì kiểu gì cũng phải mở hai combo này để nâng index anh em. Kiểu gì cũng phải nâng thôi. Thì acc này mình đã chơi 40 lần rồi nha anh em, mình đã quay 40 lần free rồi, hồi chiều rồi. Thì một số anh em trong group chat ấy là mình có post vào trong đó là thấy là 40 lần đó là mình ra được 150 mảnh Miatohan nha anh em. Quá chó đỏ luôn. Thì nó qua 4 lần free mà ra được quả mốc 1 là bằng một cái tool nữa anh em. Tính ra là 150 mảnh Miatohan là bằng bằng cái gì ta? Bằng một cái tool nè. Bằng một cái tool nhá và bằng 450 đá tím nha anh em. Quá tuyệt vời luôn. Perfect. Rồi, mình sẽ liếm hết cái đặt vặt ra đi ha. Thì chỉ tiêu hôm nay là mình sẽ quay ra cái web của New 7 anh em. Web New 7 nha. Web New 7 rồi ra được hai hồng combo. Hai hồng combo là đẹp. Là perfect luôn đấy. Acc này bây giờ đánh Inter cũng bắt đầu có tiếng nói rồi anh em, bắt đầu có tiếng nói rồi. Tại vì tốc của acc này khá là cao anh em, đầu tư nhiều phút đấy. Tại vì acc này khá là cao. Inter thì nó vẫn chưa sửa anh em ạ. Inter thì nó vẫn gộp cụm mà mình nghĩ là Inter tầm này không tách cái đâu. Đó, tầm này không tách cái đâu anh em. Đó, giờ toàn mấy ông S1 rồi đấy. Thì còn 12 lần thì tí mình sẽ đánh dần nha anh em. Cũng khó anh em ạ, tại vì bây giờ cụm mình server mới quá. Mấy mày toàn mấy trăm triệu này. 2-300 triệu đổ lên đúng không ạ? Ông anh em nhìn tôi này, 63 triệu. Ôi. Kiểu lỗ mũi anh em. Mấy cái chạm cái này chết rồi. Đây, rồi. Và vấn đề luôn anh em. Thì 160 con này chỉ tiêu là đây là có một cái web như 7 đúng không? Chỉ tiêu là mình sẽ ra được một cái web như 7 và hai cái thùng combo nha. Tại vì các bạn là mình quay ra một phần mốc một là nó đã quá đạt chỉ tiêu rồi anh em. Mình chỉ sợ là mình quay ra rồi 160 phát là nó không quay ra cái gì thôi. Ra thùng combo càng tốt đấy anh em. Mảnh thì chắc là mình lấy mảnh Rin đi. Mảnh Rin với mảnh Obito. Hai mảnh, một trong hai mảnh đó thôi. Ok. Cũng ổn anh em. Cũng có mảnh rồi. Cái gì á, sâu các kiểu thứ. Đang đói sâu lắm anh em ạ, này đói sâu lắm. Mình cứ phải từ từ anh em ạ, không vội được. Nói như cầm 100 đô của chủ ạ quay cũng là cả một vấn đề anh em. Tôi sợ không quay ra gì thôi. Mặc dù nãy tôi quay ra được một phát 150 rồi là cũng chó đỏ rồi, nhưng mà mục đích là hai thùng combo và một cái web nha anh em. 100 đô khó ra hai web lắm anh em, khó với lìn. Tôi sợ tôi không ra gì cơ. 30 phát rồi chưa ra gì anh em. Toàn ra mảnh Miatohan thôi, 50 mảnh rồi. Ra nhiều nhiều mảnh được anh em ạ. Ra nhiều nhiều mảnh cũng được. Mảnh với sâu. Và acc này bây giờ gì cũng thiếu hết đó. Ui 40 phát rồi anh em ạ. Ây da, khó nhờ. 40 phát rồi, 40 phát rồi, 40 phát rồi. Cái ta. Thì bình thường tôi 40 phát tôi sẽ nổ đấy. Ui. Ôi cái gì đây? Không 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 không, không ổn đâu anh em, không ổn, không ổn là phải kiếm cái gì đó làm anh em ạ. Ây da, chả lẽ 100 đô không ra được gì? Nổ được một phát, nổ phát quá mốc một xong bây giờ nó không cho gì luôn anh em ạ. Biệt thật sự. Để xem nào. Lên rương cũng được, lên rương không ta? Tôi còn chả biết trong rương này có cái gì cơ. Thôi kệ, cứ lấy Rio đi. Cứ lấy Rio anh em ạ. Rio cũng cần cũng nhiều, lấy đại Rio đi. Còn mảnh mình qua Blade mình lấy sẽ còn. Ui, Lucky Jet sợ sao? 60 phát rồi anh em. À, chết mẹ rồi. Thử thử qua mạnh đổi mạnh này phát anh em ạ. Chết rồi. Không vui anh em. Ôi bỏ mẹ rồi, không ra này. Ây da.
Nhà mới phát lẻ anh em ạ. Nhà mới phát lẻ anh em ạ. Kem bịp thế. 70 phát không ra gì anh em. 70 phát mà không ra được một trong ba quả mốc đầu luôn. Khó thế. Lúc ra là ra hoài, lúc không ra là không ra luôn ạ. Ui. 80 phát, 80 phát là bằng một quả 50 đô đấy. Thiệt chứ. Khó 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 của năm cường đấy bạn. Khó rồi, chẳng lẽ không ra gì trời. Ôi thôi bỏ mẹ anh em. Bỏ mẹ, bỏ mẹ, bỏ mẹ, bỏ mẹ, bỏ mẹ. Bỏ mẹ, bỏ mẹ, bỏ mẹ, bỏ mẹ. Cảm giác nó không muốn cho ra anh em ạ. Nãy này quả mốc 1 xong giờ không cho ra gì luôn ạ. À, đen thiệt. Má nó cái gì ta? 100 phát rồi đấy. Biết là phải cái đó. Để mà nói gì anh em ạ? Đéo mày nữa. Lúc đỏ thì đéo thế. Ui, thì phải đen thì vãi lồn anh em ơi. Đen quá. 200 mấy chục bản đi rồi. 150 phát là 100 đô anh em, là chỉ được một quả lần, một lần có mốc một thôi đấy. Là đen lắm luôn đấy. Địt mẹ. Má đen ghê. Gì vậy ta? Khó hiểu thiệt đấy. Chả lẽ 100 đô không được một bất kỳ một phần quà mức 3 nào? Đùa. À, game hút máu cũng phải vừa phải chứ. Ui. Gì ta? Chả lẽ 100 đô không quay đổi ra một cái web con lưu bài hoặc là một cái thùng combo? Ôi thôi bỏ mẹ anh em. Thôi 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 thôi. Quỳ. Quỳ game rồi, quỳ game rồi anh em ạ. Quỳ 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 game rồi, quỳ game rồi. Để biết nói gì anh em. Ôi chịu. Bó tay luôn. 200 phát được đúng một lần mốc một anh em ạ. Địt mẹ game. Quỳ. Nó đéo cho luôn anh em, đéo cho luôn. Tôi chịu. Thịt mẹ tôi chịu. Cái đéo hiểu anh em ạ, đéo cho ra. Đùa. Mẹ đùa thiệt sự. Vãi đái anh em. Biết nói gì bây giờ. Thiệt chứ. Để cho ra anh em ạ. Má bựa thiệt. Má này mày chủ hoặc chủ tôi chết. Vai lìn mày. Quỳ. Quỳ anh em. Chịu một. À, giống như kiểu nó cho free ra một cái là sao nó không cho ra nữa anh em ạ. Má bị phải. Đấy là một cái gì luôn anh em ạ. Má bựa thiệt. Quỳ luôn. Đấy nói gì luôn anh em. Má. Này ngày gì á. Ê, à, giờ cũng chỉ biết nâng tướng chứ gì bây giờ anh em. Thiệt luôn, tôi quỳ, tôi lạy game luôn á. Không ra một nổ rương combo hay là một cái web gì luôn á. Ê, game bịp. Nó bịp ác. Thiệt chứ, để biết nói gì anh em. Các bạn đi. Đèn quá. Thôi, giờ tôi tiến hành tôi nâng con Rin lên anh em ạ. Nâng con Rin. Rin là. Đây. Úp sound Rin lên. Chắc không được 7 sao đâu. Vậy sao là cái gì đó xa vời quá. Giờ tôi đang cần up index mà. À, cay thiệt. Cầm mặt quay không ra ấy nấy lắm anh em. Thiệt á. Mặc dù là biết là họ đầu tư nhiều nhưng mà mình quay ra không ra ấy nấy vậy luôn. Ừ.
Để sau rút kinh nghiệm anh em ạ. 40 phát đầu tiên mà nó ra rồi là ngưng nhá anh em. Rồi sau rút kinh nghiệm 40 phát đầu tiên nó ra rồi là ngưng, mình không có quay nữa anh em ạ. Bực thật sự. Ok. Ok em. Mình xem coi là con này 6.7 anh em ạ. Mình xem coi là con Dream là con Obito ấy, mình cầm bao nhiêu để mình open deck. 26.7 rồi mà mình không có đủ đá anh em, tình hình là mình sợ không có đủ đá rồi. Đây mình có tầm 639 nè, là lên được một con rồi anh em. Chắc phải mấy bữa nữa anh em, mấy bữa nữa mới up được index. Obito cũng 6 sao rồi, nhưng mà mặt đây không đủ anh em ạ, không đủ rồi. Trà cây nhỏ không có up lên được. Có web lưu 7 là một cách đẳng cấp khác luôn anh em. Thiệt chứ. Đây anh em nhìn combo nè. Mình sẽ xếp theo cái lực chiến là CR nè. Đó. Bỏ ra mấy này đi nha. Bỏ ra để 17 rồi CR nè. Đó. Thì combo lưu 7 mình vẫn là khỏe nhất nha. Bây giờ là mình đang chuyển hướng sang up Minato Han rồi. Lưu 7 thì đỉnh của chóp rồi anh em. Lưu 7 thì quá đỉnh rồi. Minato Han thì sâu đều ở chữ úp anh em. Tun thì nhận được đấy. Đó nhận được đấy. Anh em chờ xíu cho tôi xử lý tôi xử lý bên chuột á. Khổ thiệt, tôi mới báo chuột là quay không ra gì anh em ạ. Hơi buồn. Thì được rồi, thôi coi như là event đen đi. Chuột cũng kêu kệ rồi. Thì bây giờ mình cố là mình sẽ cày mỗi ngày mình cày thêm một đợt đá cho chuột để cho chuột úp vào chuột thôi chứ biết sao giờ anh em. Mình sẽ lên con Obito 7 sao rồi nha. Mình sẽ lên Obito 7 sao luôn. Tại vì kiểu gì mình cũng xác định là mình úp index rồi á. Cho nên là mình lên con Obito 7 sao luôn nha anh em. Lên luôn anh em ạ. 7 sao luôn. Kệ nó. Kiểu gì cũng úp index mà. Để mình xem coi là bao nhiêu mảnh con Rin còn thiếu bao nhiêu mảnh ta. Rin chắc thiếu nhiều anh em ạ. Ủa thiếu nhiều lắm đấy, có 229 à. Phải 3 bữa nữa. 210 mảnh nữa, phải 3 bữa nữa anh em. 3 bữa nữa anh em ạ. Hơi khoai. Thì đây á, để mình cho anh hướng dẫn cho anh em một số cái trick. Kiểu mình nghĩ là nhiều anh em sẽ không có để ý đâu. Ở đây á, khi mà anh em nuôi mấy cái combo này nè. Anh em nuôi mấy combo này á, thì anh em có thể kiểm tra chỉ số của combo ở đây nhá. Đây nha anh em, ví dụ như combo Minato Han này nè. Em bấm vào cái mặt của nó nhá. Đây anh em bấm vào view nè. Đấy thì nó sẽ hiện chỉ số ở đây. Thì mình nghĩ là bình thường ít ai để ý mấy cái này lắm. Cái này mình nói thật nhá, thường ít ai để ý mấy cái này lắm. Chỉ cho những người chơi lâu năm thôi thì thường họ mới để ý thôi. Ừ. Còn họ còn người chơi kiểu mà họ mới chơi á, mấy anh em newbie á thì thường ít ai để ý mấy cái chỉ số này lắm. Không, cái này mình nói thật nha. Ôi. Mình gửi tin nhắn cho khách á. Anh em chờ xíu nhá. Rồi, đó, như là Minato Han của mình là ở đây là đã có 86,61% nhà sát thương nhá. Thì anh em để ý nè, không phải là anh em đạt 100% nhà sát thương thì là anh em sẽ không nhận đam thôi nhá. Tại vì á, khi mà anh em đánh nhắm kẻ địch đúng không? Kẻ địch vẫn sẽ có những hiệu ứng giảm đi cái chỉ số giảm sát thương của anh em. Có rất là nhiều luôn nha. Cho nên là cái chỉ số này càng cao càng tốt. Anh em có bị trên 100% luôn. Đó nói gì anh em đâu, thiệt. Đối với những con như thế này nè, anh em nhìn nè, cái crit rate của mình rất là thấp nha. Tại vì sao? Tại vì không cần cao. Con Minato Han này, cái bộ skill của nó, nó có một số cái skill nó tăng cái tỷ lệ crit rồi. Anh hiểu không? Nó tăng cái tỷ lệ crit sẵn rồi. Cho nên là mình không có bui crit cao, con này là mình chỉ có tập trung vào là mình đẩy cái nhà sát thương xuống. Crit thì mình bui sau. Bui từ từ nha. Đó. Còn một số con như là đây anh em cho anh em xem nhá, một số con để ATK này, CR này. Đó. Như là new 7 của mình đúng không? Nè, chỉ số crit của mình là 61,76% nè, crit dam 45% nè. Đó, dam cộng thêm 41% nè, sát thương 41% nè. Rồi đây. Con bác cũng vậy. Đó, em thấy không? Cho nên anh em phải để ý cái chỉ số của nó nhá, anh em bui cho đúng nha. Em bui cho đúng nha, anh em điều chỉnh cái chỉ số cho hợp lý. Tại vì cái chỉ số nó ảnh hưởng đến nhiều cái lắm. Ví dụ anh em đánh bot á. Ví dụ như anh em đánh bot đúng không? Con bot mà tầm level 80 đổ lên thì cái chỉ số chắc
và cái chỉ số kháng chí mạng nó rất là cao. Nếu mà dàn tướng của anh em á thì là chí mạng thấp á, đánh con bot nó không có hiện đam chí mạng đâu, rất là khổ. Và anh em cũng biết rồi, trong game này á, bây giờ hiện tại mấy anh em server cũ á thì mấy anh em chơi lâu rồi không nói nhá, nhưng anh em server mới á ăn con bot rất là cực và toàn phải đánh 2-3 đợt thôi. Như mình á, con bot này đánh 1 hit thì chết luôn nha, con bot này đánh 1 hit chết luôn. Cái này đội hình là mình chưa lắp vào nhá anh em, đội hình ăn bot thì anh em có thể để Miatohan này, Asuma cũng được anh em, Asuma nó búp ấy, New 7 nè, Pat nè, Pat nè, đấy một con Obito để búp nè, Obito Enred đổi ta, ủa mất tiêu rồi, nằm trên đây đây Obito nè, có lẽ mình sẽ để Uchiha đó, đổi thường thường mình sẽ để như thế này, tại vì bây giờ là mấy con top đam to mình chưa có, anh em như kiểu Na top hay là Obito mình chưa có, trên đổi thường mình để bot đội hình này, thì ba combo này mình nâng rồi, con Uchiha thì mình chưa nâng anh em, bởi tại là tool mình đang hơi thiếu ấy, tool mình đủ một xíu thì mình ăn bot nhanh lắm anh em. Đó thì tool này mình chưa đủ nữa anh em. Đó mấy con này mình để mình đánh X-King. Đó Ninja King X-King này chưa có đủ tool nữa anh em. Đấy nhiều con mình chưa có đủ ấy. Thiệt luôn, mình thiếu rất là nhiều luôn. Đó. Cho nên bây giờ là cũng chỉ có chờ vĩ thôi. Chờ vĩ là mỗi lần vĩ là mình được một cuộn chục skill với lại một cuộn chục speed. Thì mình cũng chờ thôi anh em. Chả ấy gì cả. Đó thì đó là một số cái sơ lược về combo anh em. Thật là đợt này rất là bực. Thật luôn, nó quay không ra vũ khí rất là bực. Cực kỳ bực mình luôn, không quay ra cái hộp này luôn để mình nâng dần lên, để mình nâng cái index. Nó thiệt luôn, rất là khó chịu. Đấy, đến index này, tăng được cực kỳ nhiều lực chiến luôn anh em, tăng cực kỳ nhiều chỉ số luôn. Riêng cái index này, đây mình xem index, mình đang 1 nhá, mình 16.000 này. Ông này 14.000 này. Đó, thấy không? Index là mấy này nó xét sao, nhưng mình là mình khác hơi khác lên một xíu. Tại vì là arc này có nạp cho nên là có index đỏ anh em. Mấy index đỏ anh em nhìn cái chỉ số tăng cực kỳ khủng khiếp luôn. Đằng này thì tuần nào cũng nạp có tuần rồi. Index đỏ là mỗi tuần là một cái anh em. Game này thì mình không có kiếm index đỏ bằng cày chay được nữa rồi. Anh em chơi con bi hay em chơi Dragon Ball thì anh em có thể kiếm index đỏ bằng cày chay, nhưng mà game này thì không. Nhưng mà bù lại game này cho anh em kiếm đá tím về cày chay ha. Và tiền thể mình bảo luôn, đó là anh em cần nào cần nạp event này để chơi, hoặc là cần xem không có thời gian xem video lấy đá tím này, một ngày mình sẽ nhận xem 60 đến 75 viên cho anh em nha. Ai có nhu cầu inbox lên Facebook thì nhất phần mô tả ha. Rồi, mình nhận cả nạp game luôn. Này là cái VIP 17 con mẹ rồi anh em ạ. Ê, con VIP 17 phải là mình nhận được 16.000 vàng free anh em. Đó, 18 được 38.000 vàng nè. 19-30 là con này sẽ lên được ma top đấy 6 anh em ạ. Nha, con này bị kẹt gây. Mà không sao anh em. Con ma top thực sự nó cũng chả cần gây cao làm gì ấy. Nó cần gây 6 sao gây 2 nó là đỉnh của chóp rồi. Đó, gây 4 thì quá xịn rồi anh em. Đó, bây giờ thì bị kẹt. Bị kẹt nha anh em, hết mảnh rồi. Có mảnh lên cũng không lên được gây 6 anh em ạ. Nha, không đủ mảnh để lên gây 6, 46 mảnh nè. Cho nên tạm thời là cứ để đây, không quan trọng lắm. Khi nào có nó comeback hoặc là này lên VIP thì lên. Đó. Được rồi, thì video mình đến đây thôi nha anh em. Nghe là bây giờ thật sự là mình cũng buồn quá, mình không biết nói gì nữa. Mình tính là quay ra xong một lần mình up index, mình xoay combo cho anh em xem các kiểu các thứ. Đâm ra thiệt giờ chẳng biết nói gì luôn, đen quá anh em ạ. Được rồi, thì không, anh em phải biết nhá, là có những lúc 200 lần anh không là gì cả, có những lúc là chết mình quay á là hai tầm 100 mấy lần nó nổ liên tục anh em, nổ liên tục. Cho nên là mình có lúc đen, mình có lúc đỏ anh em. Thiệt là mình cũng đôi khi cũng chảy nó sao nữa. Thiệt đen quá. Được rồi, mình là Vufa, hẹn gặp lại anh em trong các clip sau nhá. Bye bye.